Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của thành phố Hạ Long được phép mở cửa hoạt động trở lại, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage này trên địa bàn phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn các thiết bị máy móc, nơi chăm sóc khách hàng để chuẩn bị đón khách. Các biện pháp phòng dịch theo quy định 5K vẫn được duy trì, đảm bảo từ việc trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang, gắn mã QR và xây dựng các phương án phòng chống dịch đảm bảo an toàn. Sau thời gian tạm dừng thế này, việc mở cửa hoạt động trở lại thì chúng tôi cảm thấy rất là vui và phấn khởi. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc tất cả các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định 5K để đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như là cho người lao động. Theo văn bản của thành phố Hạ Long, từ 12 giờ ngày 16 tháng 2, tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, vũ trường, massage, spa, pub, dịch vụ, internet, trò chơi điện tử được phép mở cửa hoạt động trở lại. Bên cạnh việc vệ sinh khử khuẩn, các cơ sở này đều phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo tuân thủ quy định 5K. Toàn bộ nhân viên phải được tiêm vaccine mũi 3 phòng chống COVID-19 và thực hiện test sàng lọc 100% toàn bộ nhân viên trước khi quay trở lại làm việc. Để chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại, cơ sở chúng tôi cũng đã chuẩn bị từ cách đây trước hơn một tuần nay, trang bị đầy đủ cả những cái về biện pháp phòng chống dịch. Nhân viên của chúng tôi là trước khi quay trở lại được test PCR hết. Khách hàng mà đến với nhà hàng chúng tôi là phải quét mã QR, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Sau khi được hoạt động trở lại thì chúng tôi sẽ tuân thủ tốt các cái biện pháp phòng chống dịch như đảm bảo nguyên tắc 5K, yêu cầu tất cả các nhân viên cũng như khách hàng là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Cùng với thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái cũng đã cho phép mở lại hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, ba vũ trường bắp, rạp chiếu phim. Các địa phương tiếp tục căn cứ tình hình thực tế để triển khai các biện pháp thích ứng linh hoạt, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả.